Giống như khi chúng ta đi đến một vườn hoa thì trong công viên thì có rất là nhiều loài hoa cả nhà, là thì có rất là nhiều loài hoa, cũng có hoa huệ, hoa vàng thọ, hoa hồng và có thể hoa hướng dương, rất là nhiều loài hoa. Đều là một công viên thì tất cả những tôn giáo trên thế giới đều là anh em một nhà, không có thể nói chỉ có một loài hoa vàng thọ. Nếu chỉ có một loài hoa vàng thọ thì công viên đấy không đẹp nữa. Thì dù cho chúng ta làm bất cứ ở quốc gia dân tộc nào, chúng ta cũng hy sinh và cống hiến góp phần vào việc giải cứu động vật, bảo vệ môi trường và cũng như là lan tỏa giá trị tốt đẹp tinh thần, lá lành đùm lá rách, chia sẻ yêu thương, hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng thầy cô và cũng như là quan tâm đến giáo dục trong tương lai cho thế hệ trẻ để phát triển nhân tài cho tổ quốc. Kính thưa cả nhà, để thành tựu được một người con hôm nay, cha và mẹ của thầy ấy đã hy sinh rất là nhiều, hy sinh bao gian khó, hy sinh bao khó nhọc, hy sinh rất nhiều cả nhà, hy sinh rất nhiều để ngày hôm nay những người trẻ như thế này được chờ vừa đất, chờ đất quả nuôi dưỡng thầy ấy. Và có một thân thể khang kiện như thế này thì đã đòi hỏi thầy ấy đã tập luyện rất là nhiều nỗ lực và bao tâm huyết của người cha người mẹ đã nuôi dưỡng nha cả nhà. Cha mẹ thầy ấy rất là vất vả, hy sinh cả mồ hôi và nước mắt. A Di Đà Phật, thầy bơi xa cái cầu ra một chút, xa cái cầu đó ra một chút nha thầy. A Di Đà Phật, xa cái cầu đó ra một chút thầy ơi.